Vô được nhà Sam được chăm sóc như thế nào trong ngày trực pre-wedding? Ngày trực pre-wedding rất là quan trọng nên nhà Sam luôn chuẩn bị chu đáo và tỉ mỉ cho dâu rể. Dâu rể chỉ cần chuẩn bị một tinh thần thoải mái để lên hình cho rạng rỡ, còn phần còn lại ekip nhà Sam đều chuẩn bị chỉnh chu cho mình, từ make up, trang phục và khách khe trong suốt buổi chụp hình.